Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Thì hôm nay chào mừng mọi người đã quay trở lại với lại kênh channel Vũ Khát Ba Official. Và hôm nay là một cái tiệc cực kỳ đặc biệt luôn. Buổi tiệc mà NTCS tổ chức thường niên hàng năm, đó như là Party of the Year. Party and Year đúng không? Thôi kệ đi. Nói chung là cứ cuối năm là NTCS sẽ tổ chức một cái buổi tiệc. Và hôm nay sẽ Vũ Khát Ba sẽ cùng với lại dàn chân dài của mình dàn chân dài này chỉ có tại NTCS thôi nha mọi người nha. Rồi, nếu như là có dàn nữ rồi thì chắc chắn là không thể thiếu nam được. Đây là dàn nam LLNTCS đỉnh nhất ở Việt Nam. Ở đây thì đến với lại NTCS thì mọi người sẽ có rất là nhiều khoảnh khắc ở trong những cái gọi là những kịp cuối năm như thế này. Hy vọng là mọi người sẽ hy vọng là hôm nay thì mọi người vẫn chưa phải là thành viên của NTCS, nhưng mà hy vọng là trong năm sau thì mọi người sẽ gia nhập đại gia đình NTCS của chúng tôi. Enjoy nào. Con hát con múa con ca, con uống con hút xì xa, con bay con chưa tỉnh, công việc để mai tính. Tao muốn mày uống thêm, bởi vì chưa hết đêm. Nguyên cá vẫn lang thang, tay còn đủ không muốn đêm tàn. Nó uống mày uống, tao uống đến mức không thấy mặt trăng đâu. Con nhỏ khi đẹp tao uống đến mức muốn hỏi nó làm cô dâu. Con nói tao xỉn rồi, tao hỏi là hàng em đâu. Chơi đùng này đã hết cả. Chơi đây nè. Ba cái điện thoại. Ông mong luôn.
Hai chị nha, tôi thấy
ơi, 1 triệu đó mọi người à. Ủa, 2 tỷ à. 5 tỷ à. Ôi, 1 triệu luôn à. Ủa, 2 tỷ. 100. Mày đúng xui luôn á. Rồi, 2 tỷ à. Ôi, 100 à. Ôi, 1 triệu luôn à. Quá em ơi. Cái chưa cãi luôn. Rồi, 5 tỷ nha. Trời ơi, xịn thiệt mày, quá vui là tiền luôn á. Có chịu ăn không? Có. Ôi, ngon. Ôi. Em xin cảm ơn ban tổ chức và em xin cảm ơn ba mẹ đã xin cho con. Hãy chưa một chuyện nha. Một bánh nó lên, cái nó kêu chia cho mình. Rồi xong rồi tới giờ, nó bút thăm, nó cảm ơn nguyên. Anh cái lọ phải liêu, cái lọ phải liêu, dạ dạ dạ. 200 à, bé 200 à. Thằng này nó kiểu người đi trước, cái lấy hết người đi sau. 1 triệu à. Em chia một phần em donate cho anh ba nhá. 60 ngàn nào, chia 60 ngàn. Đúng vậy. Good boy. Đúng rồi em. Rồi 5 tỷ. Các cô. Hai cái tờ giấy. 5 tỷ. Thấy chưa, thấy chưa. Giấy không? Giấy à. 3 triệu. 3 triệu. 1 triệu luôn à, 1 triệu. Người nhà tôi nó khác anh trai ơi. Một chai nữa, 1 triệu. 3 triệu 160 nghìn à. Vậy là bây giờ kết thúc một cái buổi tiệc rồi, cũng như là kết thúc cái vlog. Thì hôm qua chơi cũng khá là vui và cũng rất là may mắn nha mọi người nha. Hôm qua là vét luôn cái sòng poker nè, tôi với lại bò viên đánh bài poker, ăn hết mấy chú luôn. Ăn xong cái sửng đó hình như là cũng nhiều đấy. Ừ, cũng ok, nhưng mà để lại cho thằng Liên nó chơi thì không biết kết quả như thế nào. Đó thì ngoài ra thì còn gút thăm may mắn. À, bò viên ơi, khoe cái giải thưởng nào. Wow, có luôn cái két sắt nha. Két sắt mã khóa đàng hoàng nha. Wow, một thẻ vàng thần tài may mắn dành cho gọi là cục vàng bò viên. Ôi, tôi gút có 500 ngàn với lại 100. Nhưng mà bò viên lại gút cái khúc cuối, hốt luôn cái hụi cuối. Còn đúng có một cái gọi là cái lá thăm thẻ vàng thôi. Ôi, đã chưa. Ok, thì kết thúc vlog tại đây cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hy vọng là mọi người sẽ thích vlog. Năm sau thì chắc là nếu mà có thời gian rảnh đó thì tôi sẽ làm nhiều vlog hơn. Tại vì bận quá, cận Tết và mọi người bận quá. Cho nên là thôi, kết thúc video thì tôi chúc cho mọi người có một năm mới. Con không hết cái đồng tiền lên con cho ba, ba mở ra đi. Mở giúp ba coi, tại ba, tại ba đang cầm. Cho anh nè. Rồi, chúc cho mọi người có một năm mới gọi là an khang thịnh vượng, tràn đầy mọi dạng sự như ý nha. Mọi thứ thành công, tốt đẹp, cầu gì được nấy nha. Cầu tiền được tiền, cầu tình được tình, cầu tài được tài. Happy New Year mọi người. Bye bye mọi người.